Chào anh chị em, giờ là buổi sáng. Ủa lộn, giờ cũng gần trưa luôn rồi à. Nói chung bây giờ là 8 giờ mấy á, mới tập luyện xong à. Hôm nay cũng tập buổi sáng thôi à. Thì hôm nay mình sẽ đem tới, hôm nay mình sẽ làm một cái clip review với cái vị dâu. Dâu, ủa lộn, vị dâu and cream, tức là dâu kem của Rova này nè. Tức là cái nào nó cũng có tem như vậy, có tem của công ty Nutri nè. Cái này thì chắc là nó quên dán hay sao, chóc ra hay sao á, hay là quên dán không biết nữa. Chắc là chút nữa mình review cái này đi, còn cái này thì để cho tặng khách cũng được. Bây giờ nó sơ qua thành phần của Ruan protein, nhưng mà vị dâu với kem á, để lưu trữ thành phần ở đây nha. Rồi hôm bữa thì mình cũng đã làm một cái video về vị sô cô la nè, rồi vị chuối rồi. Sô cô la, chuối, bạn kết coi trên này nha. Thì bây giờ là vị dâu của nó thì 29,2 gram bột, cho ra 25 gram protein. Nutrition fat của nó cũng rất là ấn tượng các bạn. Cholesterol dưới 5 gram chiếm 2%, sodium 45 gram chiếm 2%, canxi 100%, vitamin D 0%, sắt 0%, kali 160 mg chiếm 4%, canxi 120 mg chiếm 10%. Rồi chỉ tỷ lệ như là ratio protein của nó là mà phải tính rồi. Ratio protein của nó là 25 chia cho 29,2, rồi vậy là ra 85,6%, thì có sắp xỉ 86%, từ 86% các bạn. Thì uống cái gì thay độc gan các bạn, sáng giờ chưa uống nữa, giờ uống rồi cũng quay thử cái vị quay này xong rồi mình sẽ đi sáng luôn. Sáng cũng hơi chạy xíu, mà hơi chạy từ từ cái ly vào rồi tới ngày chạy độc gan mình uống mỗi ngày một viên. Rồi lại 300 ml. Rồi vậy thôi, thì cuối cùng đâu cho thành phát của nó thì cũng giống như là nó na ná như những cái vị kia vậy thôi, nhưng mà cái này mình để ý là nó có 29,2 gram protein, thì tỷ lệ gọi là 29,2 gram bột cho ra 25 gram protein, tỷ lệ của nó là 86%, sắp đến 86% gì đó, thì thua vị chuối một xíu, chuối ok hơn. Mình còn một gói có tem nè, để đây cho khách. Rồi giờ bây giờ mình mở cái này ra, ta uống luôn. À qua lấy cái ly nữa, lấy cái ly cho mình coi. Đây, mình để cái ly đây luôn. Giờ này tập ở nhà không rồi, cảm giác không có lên cơ gì đó. Thấy nó cứ, thấy nó duy trì được cái độ fit của cái cơ thể là được rồi. Cái nhà mình cũng đâu có tạ ai nặng đem tập đâu. Mình gói vô luôn nha các bạn. Rồi mà đổ ra đây nghe mùi, mùi giống như sữa của cái Hà Lan mà bị dâu của sữa của cái Hà Lan á. Rồi xong. Đây cái bột của nó nè. Tơi lắm mà nó đụng nước là nó tan hết trơn à. Nó còn một phần nó nhô cao lên gì nè, nhô lên thì nó mới chưa tan thôi, nhưng mà mình lắc gì mình cảm thấy nó cũng tan rồi, mình thở luôn. Rồi mình xoáy gì nó cũng tan rồi chứ đừng nó nè, tan xuống dưới đây luôn rồi. Rồi công nhận cái ruba này dễ tan ghê. Bây giờ mình lắc vui vẻ thôi, bây giờ lắc theo kiểu giải trí thôi, cần gì phải lắc theo kiểu đàng hoàng làm gì. Vậy nè, con dọc rồi cũng ngang con vua đó, rồi cũng xéo, rồi xoáy cái
con tí bọ trên tan lại hết rồi. Thì đương nhiên cái màu của nó thì không giống màu sữa của Hà Lan rồi, tại cái này là đã bỏ hết sữa ra rồi, lacto rồi cholesterol, chất béo, rồi nói chung là mọi thứ nó ra hết rồi. Chỉ còn một số, nói chung là gần như nó chỉ có protein thôi. Đó, thì cái nước nó nhìn y chang như cái màu của nó là y chang như là cái màu mà xay cà chua, sinh tố cà chua á, sinh tố cà chua rồi sinh tố cà rốt rồi gì đó. Rồi con siêu bọt trên bọt đó thì cái màu nó như vậy. Rồi thì mình hấp thử cái bọt của nó nha, coi nó béo không nè. Đúng rồi, là cái vị cô gái Hà Lan vị dâu, sữa cô gái Hà Lan dâu, vị ngọt y chang như là cái vị chuối vậy đó, ngọt là ngán ngửi là cái vị chuối hôm bữa, như là bữa mình review cái vị chuối á đó. Đó thì nó ngọt cả đó, không hoàn toàn thấy béo gì hết trơn á, không thấy cái chất sữa gì của nó luôn, gần như là nước không, nó lộn gần như là cái nước cơm protein vậy á. Dễ tan không? Nhẹ cũng tan nữa. Rồi, giờ xong rồi. Vậy là mình đã có 25g protein vào trong cơ thể sau khi tập luyện. Không biết hấp thu được bao nhiêu nữa. Tập ở nhà thì nó đâu có tập nhiều như là ở ngoài phòng gym đâu. Rồi như thế nào? Là giờ dịch thì nó cũng nhiều quá, giờ cũng không biết là khi nào nó khi nào mà cái sự bình thường tập gym, đi ra phòng gym trở lại bình thường, cho nên thôi mình cứ lấy thiết bị cậu gì đó một đại đi, tập ra mà hồi tụi lưng tụi la là được rồi. Rồi thấy thôi, xin chào các bạn nha. Vậy là bây giờ video này cái đây là xin kết thúc. Rồi các bạn hãy subscribe chỗ này, còn các bạn liên hệ hay là giao lưu với mình ở Zalo này. Rồi cảm ơn các bạn nha, nhớ subscribe nha các bạn.